khi Trấn Thành vướng ồn ào Harry Won lại về Hàn Quốc, sau khi ông xã vướng lùng xùm thì mới đây trên trang cá nhân, Harry Won đăng tải bức ảnh cô đang ngồi trên máy bay từ Hàn Quốc trở về Việt Nam. Với hành động đáng yêu, Harry lấy hai bàn tay tạo thành hình trái tim cùng dòng trạng thái, em đi về. Trấn Thành đã để lại bình luận dưới bài đăng của bà xã như sau, nhanh lên, nhớ rồi, Harry cười tươi đáp lại bình luận của chồng. Dòng bình luận của vợ chồng Trấn Thành Harry Won thu hút sự chú ý từ cư dân mạng được biết đây là động thái đầu tiên của Harry Won sau phát ngôn gây nhiều ý kiến trái chiều của Trấn Thành. Người hâm mộ cho rằng, Harry nhanh chóng về nước để bên cạnh ông xã giữa tâm bão, có một số dân mạng mỉa mai nam MC, nhớ thì khóc ít thôi anh, nhớ vợ thì khóc đi anh, em có biệt danh mới cho anh nè, Mr. Giọt lệ riêng tư, bên cạnh đó, Harry Won còn đăng tải video ghi lại cảnh hai vợ chồng vui đùa cùng thú cưng và những khoảnh khắc tình tứ cùng ông xã Trấn Thành, điều này cho thấy dù không công khai bình vực ông xã nhưng Harry đã dùng hành động để chứng tỏ bản thân luôn bên cạnh chồng. Được biết, sau khi khóc trong buổi ra mắt phim Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành đang nhận sự chú ý từ khán giả với câu nói sau, đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ, mọi người đều trải qua nhiều thăng trầm, nếu mà ai thích tiền, thích hào quang thì cứ lên đây để nếm thử bốn chữ hào quang rực rỡ đi rồi biết nó là cái gì. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhấn nút like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những video mới nhất của kênh Việt Tên Nóng quý vị nhé.